Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tập trung cao giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Đông Khê 2 giai đoạn 1, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào cuối tháng 9 và thông tuyến vào cuối tháng 12 năm nay. Hiệu quả các mô hình hợp nhất phòng ban và các đơn vị sự nghiệp của quận Kiến An. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, chung tay cùng các thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng hệ miễn dịch cộng đồng và bảo vệ chính mình. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thời điểm này quận Ngô Quyền đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Đông Khê 2 giai đoạn 1, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào cuối tháng 9 và thông tuyến vào cuối tháng 12 năm nay. Là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và giao thông đô thị, không chỉ đối với riêng quận Ngô Quyền mà còn đối với toàn thành phố, nên các chính sách của thành phố và quận hỗ trợ các hộ dân trong vùng dự án cũng có nhiều điểm đặc thù. Gia đình chị Phạm Thị Thanh Loan ở ngõ 22 An Đà Nội là một trong số những hộ dân nằm trong dự án đường Đông Khê 2 của phường Đằng Giang. Sau khi được tổ dân phố và cán bộ phường Đằng Giang tuyên truyền vận động, gia đình chị là một trong những hộ đầu tiên ở An Đà Nội đồng thuận di rời, bàn giao mặt bằng cho dự án. Do tiên phong di rời trước, gia đình chị Loan được hưởng chế độ thưởng 20 triệu đồng, ngoài số tiền hỗ trợ 2,5 triệu đồng một hộ một tháng trong thời gian tạm lánh. Gia đình tôi với diện tích là 53,7 mét đã được bồi thường với tiền mặt là 1 tỷ 780 triệu và một lô đất tái định cư nằm ở cây đa 13 gốc ấy ạ, là 46 mét. Và tất cả mọi chính sách thì đều rất là thuận lợi và tạo điều kiện. Mong cái con đường này nó nhanh chóng được hoàn thành. Gia đình chị Phạm Thị Thanh Loan chỉ là một trong rất nhiều các trường hợp trên địa bàn ba phường Đằng Giang, Đông Khê và Gia Viên được hưởng toàn diện các chính sách hỗ trợ trong quá trình di rời, bàn giao mặt bằng cho dự án này. Có được kết quả bước đầu đáng khích lệ đó là sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của chính quyền các cấp và công tác tuyên truyền, vận động bền bỉ của các cán bộ cơ sở tại các tổ dân phố. Chúng tôi đã cùng với ban vận động của phường đến từng hộ dân gặp gỡ để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, kể cả những ngày nghỉ chúng tôi xuống gặp gỡ nhân dân và vận động nhân dân sớm chấp hành bàn giao mặt bằng để làm sao đúng tiến độ đến cuối tháng 2 là con đường phải hoàn thành được. Với phương châm bảo đảm tái định cư phải đi trước một bước, nên trong quá trình triển khai thực hiện dự án đường Đông Khê 2 giai đoạn 1, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để cuộc sống của người dân trong vùng dự án nhanh chóng được ổn định. Quận đã thành lập 7 tổ công tác với 7 tổ trưởng là các đồng chí ủy viên ban thường vụ có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các hộ dân, đồng thời giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Các tổ công tác thường xuyên cập nhật tiến độ theo hàng ngày và hàng tuần. Các tổ công tác giao ban cùng với lãnh đạo quận ủy, ủy ban dân quận để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong tuần. Phục vụ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường Đông Khê 2, quận Ngô Quyền cũng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép bố trí 192 lô đất tái định cư tại khu 9,2 ha tại phường Thành Tô, quận Hải An, trong lúc các khu tái định cư trên địa bàn quận chưa có mặt bằng. Với sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đến hết ngày 5 tháng 9, quận Ngô Quyền đã giải phóng mặt bằng được 270 trên 446 hộ và 8 trên 10 tổ chức, đạt 56% diện tích cần thu hồi. Trong đó, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực phường Gia Viên và phường Đông Khê. Các khu vực còn lại đang đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ từng phần. Phấn đấu đến cuối tháng 9 sẽ giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Với công tác phòng chống dịch hiệu quả, Hải Phòng là thành phố duy nhất trực thuộc Trung ương chưa phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Doanh nghiệp có thể coi đây là thời gian vàng để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm các đối tác mới, gia tăng sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Là một trong những doanh nghiệp có bề dày trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu với hàng triệu sản phẩm mỗi tháng, nhưng kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ đầu năm ngoái, hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn May Thiên Nam không xuất khẩu được,
công ty đã phải gom từng đơn hàng vốn không phải là thế mạnh để duy trì việc làm cho công nhân. Rút kinh nghiệm từ các đợt dịch trước, năm nay doanh nghiệp đã tận dụng được cơ hội vàng đón bắt dòng đầu tư mới dịch chuyển từ Mỹ về Việt Nam, chủ động tìm kiếm và ký kết được một số hợp đồng xuất khẩu áo sơ mi vào thị trường Mỹ với đơn hàng kéo dài đến hết tháng 2 năm sau. Hiện công ty đang tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đến 95% sản lượng hàng gia công trong nhà máy là của Mỹ, bởi vì những cái đơn hàng đấy là số lượng nó lớn, đơn hàng nó chạy dài, cho nên là cái việc mà thúc đẩy được năng suất lên là chúng tôi sẽ làm được. Và trong cái năm nay thì trong năm 2021 thì cái năng suất của người lao động cũng tăng lên được 10% so với năm 2020. Và cũng năng suất nó tăng như vậy thì cái thu nhập của người lao động cũng tăng lên được khoảng 20%. Với thế mạnh sản xuất quần áo bảo hộ lao động, chưa bao giờ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên May Mạnh Cường trải qua những ngày tháng khó khăn như thời gian qua, khi một công nhân của công ty dương tính với SARS-CoV-2 khiến toàn bộ công nhân phải đi cách ly tập trung, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động gần một tháng, nhiều đơn hàng đã bị hủy, một số đối tác chấm dứt hợp đồng. Nhưng không lùi bước, vượt qua khó khăn, doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm thêm các đơn hàng mới để duy trì sản xuất. Ban lãnh đạo công ty chúng tôi cũng phải tìm những phương hướng để phục hồi lại sản xuất. Cụ thể là phải tìm kiếm thêm khách hàng mới vì lý do là nghỉ dài đã mất khách hàng và đi sâu vào thêm khách hàng nội địa nhiều hơn. Và cũng tìm mọi cách giảm tất cả các chi phí để ổn định sản xuất và động viên người cán bộ công nhân viên để làm việc cách lâu dài bền vững hơn. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp với các biến chủng mới làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Chủ động thích ứng trong đại dịch là cách để nhiều doanh nghiệp vượt khó. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã xác định sống chung với dịch là điều kiện tiên quyết đóng vai trò quan trọng để ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo các chuyên gia kinh tế, phòng chống dịch hiệu quả tại nơi làm việc, nơi sản xuất là những giải pháp tiên quyết tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng cho sự phát triển của ngành dịch vụ logistics. Tuy nhiên trên thực tế, hoạt động logistics tại Hải Phòng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và còn nhiều bất cập. Một trong số đó phải kể đến là số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhiều nhưng nhỏ lẻ và thiếu tính liên kết. Vì vậy, mới đây thành phố đã quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Logistics Hải Phòng. Đây được coi là bước đi tất yếu cho chiến lược phát triển logistics của thành phố trong tương lai. Trên địa bàn Hải Phòng hiện có khoảng gần 1.000 doanh nghiệp đăng ký cung cấp dịch vụ logistics. Tuy nhiên, trong đó chỉ có khoảng trên 100 doanh nghiệp có quy mô vừa và hoạt động tích cực trong lĩnh vực này. Hầu hết các doanh nghiệp chủ yếu đóng vai trò cung ứng một số dịch vụ đơn giản cho các công ty logistics nước ngoài như làm thủ tục hải quan, vận chuyển hàng hóa, chủ yếu bằng đường bộ, cho thuê kho bãi. Về quy mô của các công ty logistics ở Hải Phòng, đa phần là doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh trên thị trường dịch vụ quốc tế và trong nước còn yếu. Hải Phòng là một cái địa phương có cái tiềm lực rất là cao về phát triển logistics. Tuy nhiên là các doanh nghiệp logistics của chúng ta ở Hải Phòng thì lại hầu hết là những doanh nghiệp nhỏ và chỉ cung cấp những cái công đoạn dịch vụ trong cái chuỗi của dịch vụ logistics. Các doanh nghiệp Hải Phòng của chúng ta cần có sự liên kết lại. Và cái sự liên kết đấy thì sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể cung cấp các dịch vụ trọn gói và đầy đủ hơn. Thế thì trong với cái tầm nhìn như thế đấy, thì Hiệp hội Logistics Việt Nam cũng đã bảo trợ và hỗ trợ cho cái việc thành lập ra cái Hiệp hội Logistics của Hải Phòng. Để đáp ứng yêu cầu hình thành trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, quốc tế hiện đại, ngoài những yếu tố về tiềm năng, lợi thế so sánh, đầu tư hạ tầng cảng biển, giao thông, thì việc đẩy mạnh sự liên kết giữa các doanh nghiệp logistics cũng là một yếu tố quan trọng. Việc thành lập Hiệp hội Logistics sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp trong ngành và các cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp có thể phản ánh nguyện vọng cũng như đề xuất những giải pháp tháo gỡ, đóng góp cho sự phát triển của ngành Logistics. Hiệp hội Logistics Hải Phòng, thì đấy cũng là một cái hạt nhân để liên kết rất là tốt. Khi chúng ta có một cái tổ chức được công nhận và được hoạt động với một cái danh nghĩa chính thức, và qua đó thì các doanh nghiệp có thể trao đổi, hỗ trợ cũng như là tìm ra được cái hướng đi chung hoặc là chia sẻ những cái kinh nghiệm hoặc là được kết nối thêm với cả các doanh nghiệp ở các khu vực khác. Quyết định thành lập Hiệp hội Logistics Hải Phòng được thành phố ban hành là một bước khởi đầu quan trọng nhằm mục tiêu quy tụ kết nối các doanh nghiệp trong chuỗi ngành Logistics, cung cấp dịch vụ tổng thể thông qua tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề cần chú trọng là những định hướng lâu dài để duy trì hoạt động của hội,
để hội thực sự phát huy được hết vai trò, góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, quốc tế hiện đại theo tinh thần của Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Thưa quý vị, với quyết tâm khởi nghiệp và làm giàu ngay tại quê nhà, anh Vũ Văn Quân ở thôn Kỳ Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy đã lựa chọn cho mình một hướng đi riêng. Tốt nghiệp đại học, đang làm việc với mức lương khá cao, tuy nhiên anh Quân đã quyết định xin nghỉ việc để về quê và đầu tư, xây dựng mô hình nuôi cá koi, tức là cá chép Nhật Bản. Từ những ngày đầu gian nan vất vả, cho đến nay thì mô hình của anh đang cho hiệu quả kinh tế rất tốt với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, trở thành một tấm gương sáng về khởi nghiệp cho nhiều thanh niên tại địa phương học tập và làm theo. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, anh Quân được nhận làm việc tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không với mức thu nhập khá cao. Những tưởng sẽ tiếp tục gắn bó với công việc ổn định, nhưng Quân lại rẽ ngang về quê đào ao thả cá. Năm 2015, Quân bắt đầu tiếp cận và đầu tư toàn bộ số vốn tích cóp được vào nuôi thử nghiệm 2.000 con cá koi Việt Nam. Nhờ kiên trì vừa làm vừa học, mô hình nuôi cá koi của anh đã bắt đầu cho lợi nhuận. Năm 2018, anh chuyển đổi hoàn toàn sang nuôi cá koi thay vì nuôi cá thịt truyền thống của gia đình và mở rộng các ao nuôi. Hiện nay, trang trại của Quân đang thả nuôi 20.000 cá koi trong 13 ao, tổng diện tích 5 hectare. Khởi nghiệp ai cũng có khó khăn, và cái việc khó khăn đầu tiên đó là cái kinh tế, sau đó là đến cái kinh nghiệm. Nhưng mà khi mà có đam mê ấy, thì sẽ làm cho mình vượt qua được. Nông trại hiện tại đang có 7 nhân công với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng trên một tháng. Bên cạnh đó thì nó đem lại doanh thu cho nông trại trung bình từ 200 đến 300 triệu một tháng. Bên cạnh đó, trong quá trình nuôi, anh Quân cũng nhận được sự đồng hành của trạm khuyến nông huyện, qua đó hỗ trợ về kỹ thuật nuôi, chăm sóc nhằm bảo đảm cho các diện tích nuôi cá koi sinh trưởng phát triển tốt. Để mà nuôi được con cá chép koi mà nó hoàn thiện mà nó có giá trị kinh tế thì là người nuôi đấy phải có cái đam mê, có nhiệt huyết và có cái trình độ khoa học kỹ thuật phải chuyên sâu, và đặc biệt nữa là phải rất là tỉ mẩn và cẩn trọng. Trong cái quá trình mà chúng tôi phối hợp trực tiếp với lại hộ ông Vũ Quân ấy, thì chúng tôi có kết hợp và cũng rút ra được một số cái kỹ thuật. Một cán bộ khuyến nông sẽ phụ trách từ 3 đến 5 xã để phụ trách về cái lĩnh vực thủy sản này, và thường xuyên cứ một tuần thì bố trí xuống là phủ rộng hết, là cứ xuống các cái hộ mô hình chủ đạo chủ tâm để mà hỗ trợ cùng với lại phối hợp cùng với lại người nông dân để làm sao mà cái mô hình thực hiện được tốt nhất. Khởi nghiệp từ đam mê, mặc dù không đúng chuyên môn đào tạo nhưng bằng tư duy đổi mới và quyết định táo bạo, Vũ Văn Quân đã bước đầu xây dựng thành công mô hình nuôi cá koi. Thời gian tới, Quân dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô diện tích nuôi ao, đồng thời cải tạo, quy hoạch lại khu vực nuôi trồng, hướng đến xây dựng thành khu du lịch sinh thái, thu hút khách tham quan, trải nghiệm mô hình, làm giàu cho gia đình và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Thưa quý vị, Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện hợp nhất, sáp nhập về tổ chức bộ máy, theo tinh thần Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thực hiện chủ trương này, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai bài bản và thận trọng theo hướng dẫn chỉ đạo của Thành ủy. Các mô hình hợp nhất phòng ban và các đơn vị sự nghiệp của quận sau hơn 2 năm triển khai đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Kiến An hiện nay là đơn vị được hợp nhất từ 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân quận, gồm Trung tâm Văn hóa Thông tin, Trung tâm Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh, Ban Quản lý Công viên rừng Thiên Văn và Nhà thiếu nhi quận. Sau hơn một năm thực hiện hợp nhất, đã giảm được 4 đầu mối, 3 lãnh đạo. Theo lộ trình, đến năm 2022, sắp xếp chỉ còn 1 cấp trưởng, 2 cấp phó, giảm 5 lãnh đạo. Số lượng đầu mối giảm, nhưng hiệu quả hoạt động bước đầu được nâng lên rõ rệt. Bởi nếu trước đây, việc tuyên truyền tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa thể thao của địa phương chỉ được đảm nhận bởi số nhân lực ít ỏi trong mỗi đơn vị riêng lẻ phụ trách lĩnh vực đó, thì nay có thể huy động tối đa nhân lực, vật lực của cả 5 đơn vị để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện các nghị quyết 18, nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, cùng với việc hợp nhất 5 đơn vị sự nghiệp công lập thành Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận, quận Kiến An đã thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức Quận ủy với Phòng Nội vụ quận,
thành Ban Tổ chức Nội vụ quận từ năm 2019, bố trí đồng chí trưởng ban tuyên giáo quận ủy, đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận. Trong suốt quá trình triển khai, Ban Thường vụ quận ủy Kiến An xác định rõ, việc thực hiện tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nhưng lại khá nhạy cảm, liên quan đến con người, chính sách và tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Vì vậy, cần thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến tham gia rộng rãi, đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ, vốn là một khâu khó trong thực hiện sắp xếp hợp nhất. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cán bộ trong việc thực hiện sắp xếp, Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội. Trước, trong sau quá trình hợp nhất, Ban Thường vụ quận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tư tưởng. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức sau hợp nhất đã được sắp xếp bố trí phù hợp với vị trí việc làm và được giải quyết chế độ chính sách kịp thời. Sau sắp xếp, các cơ quan đã nhanh chóng ổn định và hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có thể nói, việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan hành chính nhà nước là yêu cầu cần thiết, bảo đảm cho bộ máy hành chính nhà nước được tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của các phòng ban đơn vị sau hợp nhất thời gian qua, quận Kiến An sẽ triển khai rà soát đánh giá lại những thuận lợi hạn chế của các mô hình, từ đó tổng kết rút kinh nghiệm, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố để triển khai nhiệm vụ gắn với điều kiện thực tế của địa phương. Trong phần tiếp theo của chương trình, vẽ tranh Bác Hồ cách để các em nhỏ gửi gắm sự tôn kính, lòng ngưỡng mộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, chung tay cùng thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng hệ miễn dịch cộng đồng và bảo vệ chính mình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng, những chủ nhân tương lai của đất nước, và lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam đều tôn kính, yêu mến vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Với những trẻ nhỏ, tình yêu thương với Bác được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, trong đó vẽ tranh cũng là một cách để các em gửi gắm sự tôn kính, lòng ngưỡng mộ với người. Mai Ngọc Tuyền ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên là một cô bé đầy nghị lực, luôn khát khao học hỏi và đam mê hội họa. Không may bị dị tật bẩm sinh về khiếm thính, không nghe thấy âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống. Vì vậy, cùng bậc cảm xúc được em thả hồn trong từng nét vẽ, trong mỗi mảng màu, nhất là em rất thích vẽ tranh về Bác Hồ. Sớm nhận ra năng khiếu và đam mê từ lúc em còn học tại trường tiểu học Núi Đèo, cô giáo dạy mỹ thuật Vũ Thị Thanh Huyền đã dồn nhiều tâm huyết để dạy vẽ cho em. Rào cản lớn nhất là cô và trò không thể giao tiếp bình thường. Tuy nhiên yêu trò, cô giáo Huyền đã tự học cách để giao tiếp và dạy vẽ cho em. Cô còn tham gia tập huấn lớp bồi dưỡng hỗ trợ trẻ khuyết tật, khiếm thính do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cùng với sự chịu học hỏi, niềm đam mê cháy bỏng, nên em Tuyền đã giành nhiều giải thưởng các cấp về môn mỹ thuật, nhất là giải vẽ tranh với chủ đề về Bác Hồ. Mai Ngọc Tuyền là một học sinh rất là đặc biệt. Con không thể nghe và nói được, nhưng mà tất cả tình cảm của con đã dành cho các cuộc thi và đặc biệt dành cho Bác Hồ thì con cũng vẫn như những đứa trẻ khác. Tác phẩm của con vẽ về Bác rất là xúc động, có rất là nhiều, và con cũng là một trong những học sinh đạt được cái giải là một trong những bức tranh đẹp nhất của cả nước để dâng lên ngày sinh nhật của Bác. Từ tháng 9 này, Mai Ngọc Tuyền đã là học sinh trường trung học cơ sở Lê Ích Mộc, huyện Thủy Nguyên. Cùng với vẽ tranh về Bác, tháng 8 vừa qua, Mai Ngọc Tuyền xuất sắc vượt qua hơn 81.000 tác phẩm của các bạn nhỏ cả nước, đạt giải xuất sắc tuần cấp quốc gia trong hội thi Ngày hội sắc màu với chủ đề Vững tin Việt Nam do Hội đồng đội Trung ương tổ chức với tác phẩm Việt Nam ngày chiến thắng COVID-19.
cháu được như ngày hôm nay thì cũng cảm ơn câu lạc bộ vẽ của nhà trường tiểu học Núi Đèo đã giúp đỡ cháu. Tôi rất là vui mừng và rất là cảm ơn câu lạc bộ vẽ của nhà trường. Quá trình cháu học tiểu học Núi Đèo, cháu đã có sự cố gắng học hỏi và đạt thành công như ngày hôm nay. Tại câu lạc bộ mỹ thuật của trường tiểu học Núi Đèo, nơi đã nuôi dưỡng và bồi đắp tài năng cho biết bao học sinh, trong đó có những em đặc biệt như Mai Ngọc Tuyền, tiết dạy vẽ chủ đề về Bác Hồ với thiếu nhi luôn thật rộn ràng. Qua từng nét bút hồn nhiên của mình, các em đã vẽ về nhiều tác phẩm trong sáng thể hiện tình yêu với vị cha già kính yêu của dân tộc. Hình ảnh của Bác đã và đang là nguồn cổ vũ, động viên các em trong mỗi việc làm, mỗi câu chuyện và trong từng bài học, chắp cánh cho các em những ước mơ cao đẹp về tương lai cuộc sống, hòa bình và hạnh phúc. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai đợt tiêm chủng với quy mô lớn, huyện Thủy Nguyên đã nỗ lực tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về lợi ích của việc tiêm vaccine, đồng thời huy động toàn bộ đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn tham gia. Đến nay, thì huyện đã cơ bản hoàn thành tiêm 16.000 liều vaccine phòng chống dịch COVID-19 theo kế hoạch phân bổ của thành phố. Huyện Thủy Nguyên đã bố trí 37 điểm tiêm tại 37 xã thị trấn, đồng thời bố trí thêm 2 điểm tiêm khác là Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp giày Aurora Việt Nam. Hơn ai hết là người lao động thì chúng em hiểu rõ rằng việc tiêm vaccine này là cực kỳ quan trọng và những cái vaccine và những cái liều vaccine này là thực sự rất là cần thiết đối với chúng em, bởi vì khi mà có sức khỏe thì chúng em mới yên tâm lao động, yên tâm sản xuất. Được tiêm vaccine thì thực sự đối với chúng tôi đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Bản thân chúng tôi nhận thức được là cái việc khi mình được tiêm vaccine thì mình sẽ đảm bảo được cái sức khỏe cho chính bản thân mình và cũng hòa chung với cái công tác phòng chống dịch của nhà máy cũng như là của chính quyền địa phương, huyện Thủy Nguyên cũng như thành phố Hải Phòng. Tính đến hết ngày hôm qua, huyện đã tổ chức tiêm được 12.600 người, trong đó số lao động tại các doanh nghiệp là hơn 6.700 người. Tiêm cho các đối tượng là lái xe, phụ xe, tiểu thương và lao động tự do là gần 6.000 người. Trong ngày hôm nay, tiêm hơn 3.000 liều vaccine còn lại trong số 16.000 liều do thành phố cấp cho các đối tượng ưu tiên, qua theo dõi toàn bộ đối tượng tiêm bảo đảm an toàn. Theo chỉ đạo thành phố, thì từ ngày 8, thì huyện đã triển khai tiêm vaccine Verocell cho công nhân, nhân dân, những người xung phong tình nguyện tiêm vaccine Verocell. Thì đến ngày hôm nay thì nhìn chung qua quá trình triển khai thực hiện thì tất cả các cái đơn vị triển khai thì đều đảm bảo theo đúng cái quy trình từ đăng ký, khám phân loại rồi thì sàng lọc đối tượng, thế cũng như là lập danh sách và tiêm phòng cho tất cả những người đã đăng ký tiêm. Thế thì trên địa bàn huyện thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp là có số lượng công nhân lớn, có những doanh nghiệp mà đăng ký tới 97, thậm chí là 100% số người lao động đăng ký tiêm vaccine Verocell. Trước đó, trong tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo các doanh nghiệp, các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân, người lao động đăng ký tiêm vaccine. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đến nay đã có hơn 20.000 người đăng ký tiêm. Với tinh thần vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất, phấn đấu sớm hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Những ngày này, tại tất cả các điểm tiêm vaccine trên địa bàn huyện Tiên Lãng, công tác tiêm chủng được triển khai nghiêm túc, đúng đối tượng, bảo đảm an toàn. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, mặc dù trời mưa lớn, song lượng người đến điểm tiêm nhà văn hóa xã Kiến Thiết huyện Tiên Lãng liên tục tăng. Bây giờ dịch bệnh như thế mà mình được nhà nước hỗ trợ tiêm tận nơi mà cái việc đi tiêm vaccine này là rất là tốt. Mặc dù là trời mưa rất to nhưng mà chúng tôi vẫn cứ đến đầy đủ. Đợt này huyện Tiên Lãng có 25.500 người đăng ký tiêm vaccine, trong đó doanh nghiệp có 7.000 công nhân. Thống kê tại các điểm tiêm chủng, trong 4 ngày triển khai đã có hơn 22.000 người đến tiêm, đạt tỷ lệ 85,7%. Còn khoảng 1.000 công nhân lao động tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện sẽ triển khai tiêm xong trong ngày mai 13 tháng 9.
công tác tổ chức tiêm phòng bảo đảm an toàn phòng dịch, tuân thủ đúng quy trình, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị y tế, sẵn sàng xử lý các tình huống. Chúng tôi xác định và nhân dân huyện Tiên Lãng cũng luôn luôn xác định là vaccine là một cái vai trò hàng đầu trong công tác chống dịch, và chỉ có vaccine mới có thể là kiềm chế được dịch, khống chế được dịch. Cho nên nhân dân chúng tôi rất là hào hứng những ngày tiếp theo trong tháng 9 thì ban chỉ đạo huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo để nhân dân tiếp tục đăng ký và tổ chức tiêm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đợt này dự kiến trong kế hoạch là 50.000 liều. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp chính quyền, ngành y tế, người dân huyện Tiên Lãng yên tâm phấn khởi tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, chung tay cùng thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng hệ miễn dịch cộng đồng và bảo vệ chính mình. Với các biện pháp tích cực, Hải Phòng hiện vẫn đang an toàn trước dịch bệnh. Điều đó cho thấy là các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Hải Phòng đang đạt được những hiệu quả rõ nét. Tuy nhiên, sau một thời gian thành phố Hải Phòng không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, một bộ phận người dân đã có tâm lý lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số địa điểm trong thành phố vào sáng nay. Vào buổi sáng sớm và chiều muộn, tại các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên, dọc các tuyến phố lớn, xuất hiện tình trạng người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Không chỉ là một vài người đi bộ, đạp xe như thời gian trước, mà còn có tình trạng người dân tập trung đông người tham gia các hoạt động thể thao tập thể, và đáng nói là nhiều người không đeo khẩu trang. Trong khi đó, các lực lượng chức năng vẫn đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân thực hiện quy định về phòng chống dịch tại nơi công cộng. Cái đợt dịch lần thứ tư này nó kéo dài, người dân cũng mong muốn tham gia tập luyện cái hoạt các hoạt động thể dục thể thao. Tại cái thời điểm này thì cái hoạt động của giải trung tâm cũng hết sức vất vả, và chúng tôi cũng đã phối hợp với ủy ban dân cấp phường lập các chốt điểm, cũng tăng cường tuần tra từ 5:30 sáng hàng ngày đến 10:30 buổi tối, để tiếp tục tuyên truyền và nhắc nhở, nâng cao ý thức người dân trong cái phòng chống dịch, và đặc biệt là không để cái việc tụ tập đông người diễn ra trên toàn tuyến của giải trung tâm thành phố. Vẫn biết là việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều bất tiện trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, cũng nhờ việc áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch mà đến nay Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất không phải áp dụng chỉ thị 16 và vẫn đạt được những thành quả nhất định trong phát triển kinh tế. Để bảo toàn thành quả mà cả chính quyền và nhân dân thành phố gây dựng trong công tác phòng chống dịch suốt một năm vừa qua, mỗi người dân cần có ý thức, trách nhiệm trong hành động của bản thân để cùng thành phố vượt qua đại dịch. Là địa phương từng phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 của chính phủ, nên huyện Vĩnh Bảo có số lượng lao động, doanh nghiệp phải dừng hoạt động rất lớn. Chính vì vậy mà ngay sau khi nghị quyết 68 của chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch được ban hành, huyện đã tập trung rà soát, hỗ trợ kịp thời các đối tượng theo quy định. Là một trong 40 trường hợp F0, F1 của xã Cộng Hiền phải đi cách ly tập trung, ông Nguyễn Thành Tâm khi biết mình được nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định. Thế thì đến nay tức là chúng tôi đã được hướng dẫn và đã làm thủ tục đầy đủ với cái sự là đón tiếp rất là niềm nở và nhiệt tình. Thế chúng tôi cũng mong rằng là Đảng và Nhà nước tức là cũng mau chóng tức là làm sao cho chúng tôi được hưởng cái trợ cấp sớm nhất. Nhà máy giày và phụ kiện Tam Cường thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng cũng có 696 công nhân được xét nhận tiền hỗ trợ đợt này. Tuy nhiên, trụ sở công ty lại thuộc quận Hải An, nên bản thân doanh nghiệp cũng như công nhân đều mong muốn cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện và linh hoạt trong việc nộp và xét duyệt hồ sơ. Trụ sở chính của công ty chúng tôi đặt ở quận Hải An, tuy nhiên là nhà máy số đông phần lớn công nhân lao động của chúng tôi đã ở huyện Vĩnh Bảo. Chính vì vậy chúng tôi cũng mong muốn rằng chính quyền cũng như là huyện Vĩnh Bảo làm hồ sơ để hỗ trợ cho người lao động tại huyện Vĩnh Bảo để thuận lợi cho người lao động cũng như là thuận lợi cho chính doanh nghiệp của chúng tôi. Bên cạnh đó, các trường hợp là F0, F1 được nhận tiền hỗ trợ cũng cần lưu ý, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để quá trình duyệt hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ. Ngoài cái tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lao động ngừng việc của hai doanh nghiệp, thì đến thời điểm này chúng tôi đã nhận được 81 cái hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các cái đối tượng là F0 và F1. Thì đến thời điểm này thì trong quá trình thẩm định về mặt hồ sơ đấy, thì chúng tôi thấy là các cái hồ sơ của đối tượng đề nghị đấy thì cần bổ sung cái biên nhận
thu tiền ăn của các đối tượng, vì các đối tượng là cách ly tập trung tại các cái cơ sở cách ly tập trung của thành phố, thì trong cái hồ sơ hiện nay là thường thường là còn thiếu. Để người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch có thể nhận được tiền hỗ trợ trong thời gian sớm nhất, thì rất cần sự phối hợp linh hoạt giữa người được nhận và các sở ngành, đơn vị liên quan. Sau 5 ngày thực hiện chiến dịch tiêm vaccine Verocell, ngành y tế Hải Phòng đã tiêm được hơn 250.000 mũi, bảo đảm an toàn. Riêng trong ngày hôm nay, tiêm được 20.223 mũi. Thống kê sơ bộ, số người đăng ký tiêm đến nay là gần 360.000 người. Còn ngay sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19. Tính từ 17 giờ ngày hôm qua đến 17 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.478 ca nhiễm mới. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới giảm hơn 458 ca. Hôm nay có 11.116 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 374.578 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay, Hải Phòng ghi nhận một ca nhiễm mới là thuyền viên nhập cảnh đã cách ly. Tích lũy số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng là 67 ca. Hướng dẫn các vùng cách ly với người từ các vùng có dịch về thành phố Hải Phòng, quý vị truy cập vào trang web covidmaps.haiphong.gov.vn, thhp.vn và fanpage THB của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Sau đây là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp suy yếu từ cơn bão số 5. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, sau đó di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vĩ tuyến 14,5 đến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Như thường lệ, những thông tin dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khu vực trung tâm thành phố mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm 80-85%. Phía bắc thành phố mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C, độ ẩm 80-85%. Phía nam thành phố mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm 80-85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào nhẹ. Gió đông đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm 80-85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Gió đông đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C, độ ẩm 85-90%. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 10 km trong mưa, gió đông đông bắc cấp 4, cấp 5.